À, xin chào tất cả mọi người, mình là Vi Nguyễn, hiện tại là mình đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, mình làm clip này là để chia sẻ và kể về cái câu chuyện bị căn bệnh viêm xoang của mẹ mình. Mẹ mình bị viêm xoang cũng đã gần 20 năm nay rồi. À, cái căn bệnh này nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mình khá là nhiều. Vì căn bệnh này á, nó có một cái dịch ở trong cái mũi đó, trong cái khoang mũi của mẹ mình này, ngày nào nó cũng chảy cái dịch đó xuống dưới cái vòm họng, và cái dịch này nó có một cái mùi rất là hôi và tanh đó, làm cho mẹ mình lúc nào cũng khó chịu và khịt khịt cái mũi á. Không những như vậy thì nó còn ảnh hưởng lên tới trên, làm cho mẹ mình bị đau đầu nữa, đau vùng trên đầu và đau hai trên cái đỉnh của cái chân mày đây nè đó. Tối nào khi mà mẹ mình ngủ á, là phải dùng cái chai dầu gió và đổ đầy lên trên đầu hết, rồi xoa xoa để cho nó có cảm giác là ấm ấm, để mẹ mình có cảm giác nó dịu một chút thì mẹ mới đi ngủ được. Nhưng mà cũng không có thể nào mà nó giúp cái căn bệnh này được. Thì mình cảm thấy mẹ mình cứ đau đớn như vậy hoài thì mình rất là xót. Bắt đầu là mình đi kiếm những cái nơi mà chữa trị thật là tốt, đi bệnh viện uống thuốc Tây, rồi hốt thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi thậm chí mình cả mời cả những người mà biết châm cứu về châm cứu cho mẹ mình luôn, nhưng mà nó cũng không có hết. Nó chỉ có đỡ vào cái thời điểm lúc đó thôi, cứ uống tới đâu thì đỡ tới đó, hoặc là chăm đến đâu thì nó đỡ tới đó. Nhưng mà khi mà ngừng á thì nó vẫn còn bị và tái phát lại, không hề bớt một tí nào cả. Thì vô tình cách đây 3 tháng mình có gặp được em Dung, thì em có chia sẻ cho mình về cái dòng sản phẩm Siberi, thì mình cũng vào mình tìm hiểu thì có nói về cái chai dầu Ba Sam. Chai dầu này là nó có trị bệnh viêm xoang được, thì mình mới tìm hiểu và mua về cho mẹ mình dùng thử. Thì cái chai dầu này mình mua về thì nó rất là to, cho nên là dùng để nhỏ vào mũi thì rất là khó khăn, nên là mình có thể chiết vào một cái chai nhỏ như thế này. Và một ngày là mình sẽ cho mẹ mình nhỏ vào hai bên mũi, mỗi bên một giọt. Cứ một ngày như vậy thì nhỏ từ 2 đến 3 lần. Thì mình cho mẹ mình dùng thì cứ kiên trì trong vòng 1 tuần. Những cái ngày đầu mà khi mình mới nhỏ vào á, thì cái mũi của mẹ mình tại vì bị khá là nặng và lâu năm rồi, cho nên nó bị lở loét ở bên trong, cho nên khi nhỏ vào nó rất là xót và rát. Nhưng đến nỗi mà nhỏ vô là mắt mẹ mình long lanh chảy nước mắt rồi luôn á, nhìn thấy rất là đau đớn. Nhưng mà mình cứ khích lệ mẹ là cố lên, cứ thử dùng tầm 1 tuần xem nó như thế nào đó. Thì cứ nhỏ duy trì được 1 tuần trời thì bắt đầu là khoảng 3 ngày sau thì nó đỡ rát hơn, giống như là nó đang làm khô cái dịch và lành cái vùng lở loét đó lại á, cho nên là nó đỡ rát hơn những cái ngày đầu rất là nhiều. Bắt đầu khoảng 1 tuần thì mình cảm thấy là, mình hỏi lại là mẹ cảm thấy như thế nào, thì mẹ cảm thấy là nó đỡ hơn. Những cái ngày đầu mà mẹ nhỏ vào á, nó đau rát, nhưng mà cái dịch đó qua ngày sau cái dịch bắt đầu nó chảy ra, nó chảy ra theo đường mũi này nè, nó chảy ra cái dịch nó xanh xanh vàng vàng, nhìn rất rất là ghê luôn đó. Mình nó chảy ra, còn bên trong á, cái dịch thì nó được khô lại, mũi nó khô 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 dần 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 bên trong và đỡ đi rất là nhiều. Và đầu của mẹ mình thì cũng giảm đau, không còn đau như ngày trước, không cần phải ngủ, không phải đổ dầu lên nữa. Thì mình cảm thấy là khá là ok, cho nên mình nhắn tin cho Dung và mình nhờ Dung tư vấn thêm một số sản phẩm kết hợp để uống cho hiệu quả hơn. Thì Dung cũng có tư vấn, thì mình chọn thêm hai sản phẩm đó là trà tê với lại Formula 4 thôi. Thì uống và nhỏ trong vòng tầm gần 1 tháng thì thấy cải tiến rất là nhiều. Thì bắt đầu là cái thần sắc của mẹ mình nó không còn đau nữa, cho nên nó không còn đờ đờ như ngày ngày trước nữa. Nhìn vô thì nó có thần sắc và tươi tắn nhiều hơn. Thì bắt đầu là họ hàng người thân qua chơi đó, thấy mẹ đỡ xong rồi hỏi sao nay thấy đỡ hơn thì phải. Cái mẹ mình cũng chia sẻ lại, thì trong nhà mình nhiều người bị viêm xoang lắm, cái là chỉ được cho thêm 3 người nữa, và anh chị mình dùng bữa nay cũng thấy đỡ. Mình cảm thấy rất là vui vì cái điều này. Cho nên là mình làm cái clip này mong sao là có thể có ích cho nhiều người khi mà xem cái clip này và lan tỏa ra. Dùng cái chai này rất là ok luôn. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Vy nha. Bye bye.